Mọi người, hôm nay HKH sẽ làm một video đi rừng cho mọi người xem nha. Video của mình hôm nay là đi hái hoa chuối rừng nha mọi người. Mình sẽ đi tìm hoa chuối rừng cho mọi người xem. Mọi người cùng đi với mình nha. Nhớ theo dõi video của mình. Xem cây hoa chuối nó rừng nó thế nào. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha mọi người. Để ủng hộ mình nha. Giờ thì mình đi tìm đây. Đây nha mọi người. Mình thấy một cái ở đây nha. Một cái ở đây rồi nha mọi người. Nó ở trên á. Đấy, nó ở trên kia á. Giờ mình sẽ zoom lại cho mọi người xem này. Đấy, nó ở trên này này. Trên này nha mọi người đây. To lắm mọi người ạ. To lắm. Giờ mình sẽ vào gần hơn cho mọi người xem nha. Vào gần hơn để cho mọi người xem. Đây nha, nó ở trên này nè. Đây. Trên này nha mọi người. Cao quá mình không trèo được. Giờ mình lấy dao đi chặt nha. Mình sẽ lấy cho mọi người xem.
Đây nha mọi người, mình đã chặt xuống đây rồi nhá. Nó đổ xuống đây rồi. Giờ sẽ mình sẽ đi tìm xem nó ở đâu. Đúng rầm lắm mọi người ạ. Đây này, gốc nó đây nha. Nó đổ xuống đây rồi. Xem nó ở đâu. Rồi mình thấy nha mọi người, thấy rồi nha, ở dưới này, đây này, dưới này rồi. Đây rồi nha mọi người, đây. Đây là được một cái nha mọi người. Sau một lúc tìm kiếm, mình đã được một cái. Rồi mình lại tiếp tục đi tìm. Tiếp tục đi tìm xem còn có. Đây nha mọi người, mình lại thấy một cái ở trên này rồi. Giờ mình sẽ lấy cho mọi người xem. Lấy xuống cho mọi người xem nha. Đây nó, cây này cũng khá cao đấy. Cũng bằng cây vừa nãy đấy. Giờ mình sẽ lấy xuống cho mọi người xem. Đây nha mọi người, mình đã lấy được xuống đây rồi. Cái này thì mình trèo, cố trèo. Cái hồi nãy mình chặt rồi, giờ mình trèo thôi. Được hai cái nha mọi người. Hai cái rồi nha. Mình sẽ lại đi tìm tiếp. Tìm xem được cái nào nữa không nha. Đây, sau một lúc tìm kiếm mình lại thấy một cây ở trên này rồi. Trên này nha mọi người. Đây, hơi rậm lá, hơi che rồi. Đây, nhìn thấy, sẽ cho mọi người xem rõ hơn. Kéo lá này xuống. Cho mọi người xem. Đấy, mình sẽ zoom nó. Đấy, trên kia nha mọi người. Đây nha. Giờ mình sẽ lấy nó xuống. Đây, hồi nãy mình ném nó xuống đây à. Mình trèo lên, mình không cầm được, mình ném nó xuống đây à. Đây này. Đây nha mọi người. Đây, ở đây cũng đây có nữa. Đây nha, mình được ba cái nha.
Mình xin dừng video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.